Theo số liệu cập nhật trên trang World Better, tính đến 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 8,3 triệu, trong đó hơn 450.000 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 23.000 ca mắc trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 2,2 triệu trường hợp. Theo sau Mỹ, Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 ở Nam Bán Cầu và là ổ dịch lớn thứ hai thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm hơn 26.500 ca mắc, nâng tổng số lên hơn 950.000 ca bệnh. Cục Thể dục Thể thao thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra thông báo khẩn ngày 17 tháng 6, yêu cầu ngừng các sự kiện thể thao cũng như đóng cửa một số phòng tập gym do thành phố đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên từ mức 2 lên mức 3. Theo thông cáo, mọi sự kiện thể thao sẽ đều phải ngừng. Các bể bơi và các phòng tập gym đều phải đóng cửa. Các môn thể thao như là bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá và các môn khác đều bị cấm. Cùng ngày, Trung Quốc đã đóng cửa trường học tại Bắc Kinh và hạn chế đi lại bằng hàng không từ thủ đô nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Các động thái trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới trong ngày 17 tháng 6, đưa tổng số ca nhiễm trong 6 ngày qua lên 137 ca. Liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và là khu chợ buôn bán thứ hai ở quận Hải Điến, tình hình diễn biến dịch đã làm dấy lên lo ngại rằng thành phố này sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa một lần nữa. Trước nguy cơ làn sóng dịch thứ hai có thể bùng phát trên toàn thế giới, Mỹ, quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới hiện nay, đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch nếu tái bùng phát. Các hãng sản xuất máy thở đang khẩn trương hoàn thành các đơn đặt hàng để cung cấp tới những bệnh viện tuyến đầu. Ngày 15 tháng 6, giới chức y tế Mỹ ghi nhận 382 ca, ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ giữa tháng 4 vừa qua, khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm ở nước này. Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 800 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Do đó, việc chuẩn bị sẵn lượng máy thở để phân phối sớm tới các bệnh viện là sự chuẩn bị thiết thực trong công tác phòng dịch ở Mỹ. Chúng tôi nhận thức được nguy cơ làn sóng dịch thứ hai. WHO đã cảnh báo nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thế nên chúng tôi phải chuẩn bị sẵn máy thở trong vài tháng tới. Dòng máy thở mới đang được công ty này sản xuất có giá chỉ 10.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 230 triệu đồng Việt Nam. Mức giá này rẻ hơn nhiều so với các loại máy thở trước đây và nó cũng được thiết kế để người bệnh sử dụng dễ dàng hơn, từ đó giảm số ca tử vong có thể đề phòng và chữa trị được. Không chỉ chuẩn bị vật tư y tế tại các bệnh viện, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang cũng như tránh tụ họp nơi đông người để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Singapore đã thành lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 trên cả nước để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm gia tăng, đồng thời hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 bằng cách xác định sớm những người nhiễm bệnh. Trong nỗ lực nối lại các hoạt động kinh tế một cách an toàn, tránh nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, Singapore đã mở rộng quy mô xét nghiệm và thành lập 4 trung tâm xét nghiệm COVID-19 trên cả nước. Mỗi trung tâm xét nghiệm được chia thành 3 khu vực kiểm tra thân nhiệt, khu vực đăng ký và khu vực xét nghiệm. Những người đến trung tâm kiểm tra phải đăng ký đặt lịch hẹn về thời gian và địa điểm kiểm tra trước khi đến, chủ yếu là những người làm việc tại các công trường xây dựng, ngành hàng hải và công nghiệp chế biến và các ngành dịch vụ chính. Singapore đã hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân trong các nhà điều dưỡng, nhân viên y tế cũng như nhân viên tại. Trên toàn cầu, số ca nhiễm COVID-19 hiện đã vượt 8,2 triệu người, với hơn 445.000 người đã tử vong. Ngày hôm qua, Brazil đã ghi nhận kỷ lục hơn 37.000 ca mắc mới, trong khi 6 bang của Mỹ thì số ca mắc mới đạt mức cao kỷ lục, đánh dấu đợt gia tăng trong tuần thứ hai liên tiếp khi hầu hết các bang của Mỹ đều mở cửa trở lại. Còn tại Bắc Kinh, Trung Quốc thì trong liên tiếp 6 ngày qua, các ca nhiễm mới liên tục tăng đã trở thành một cơn địa chấn đối với người dân Bắc Kinh. Sau gần 2 tháng yên ổn, trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, chính quyền thành phố đã nâng mức tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng từ mức 3 lên mức 2 trong thang cảnh báo 4 cấp độ. Các ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đang làm dấy lên lo ngại về bùng phát làn sóng dịch thứ hai tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Báo cáo sáng nay của Cơ quan Y tế Trung Quốc cho thấy, Bắc Kinh có thêm 31 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 137. Ủy ban giáo dục của Bắc Kinh hôm qua ra lệnh đóng cửa tất cả trường học ở thủ đô một lần nữa,
sau khi thành phố 21 triệu dân xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng yêu cầu người dân dừng việc du lịch không thiết yếu trong lúc này và cấm hoàn toàn những người sống ở khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao rời khỏi thành phố vì lo ngại truyền dịch bệnh. Hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan tới chợ đầu mối Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, phía nam Bắc Kinh. Ít nhất 4 quận là Phong Đài, Triều Dương, Môn Đầu Câu và Đại Hưng ở Bắc Kinh đã bước vào trạng thái thời chiến. Virus gây COVID-19 đã được phát hiện trên thớt thái cá hồi nhập khẩu tại chợ Tân Phát Địa, nơi khởi phát các ca nhiễm mới từ hôm 11 tháng 6. Nhưng nhà chức trách Bắc Kinh cũng như Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc ổ dịch mới tại Bắc Kinh có liên quan đến cá hồi nhập khẩu. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy cá hồi là vật chủ hay vật chủ trung gian của virus corona chủng mới. Nếu nghi ngờ bản thân tiếp xúc với những nguy cơ lây nhiễm, chúng ta nên theo dõi sức khỏe bản thân và xét nghiệm acid nucleic càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, giám định nguồn gốc gen của virus tại chợ Bắc Kinh cho thấy, có thể virus có nguồn gốc từ châu Âu. Điều này vẫn đang cần những điều tra đánh giá thêm. Tuy nhiên, phát hiện này không gây ngạc nhiên bởi dịch COVID-19 hiện đã lây nhiễm ra toàn cầu. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều loại hàng hóa là điều không thể phủ nhận. Trong tháng 4 vừa qua, nông dân Mỹ đã phải đổ bỏ hàng triệu lít sữa mỗi ngày vì không bán được. Nhưng nay thì thị trường sữa đang phục hồi trở lại khi hầu hết các bang tại Mỹ đã mở cửa kinh tế. Những tín hiệu tích cực đang đến với những nông dân nuôi bò sữa tại đây. Những nông dân nuôi bò sữa tại bang Minnesota, miền Nam nước Mỹ, đang chứng kiến sự phục hồi dần của thị trường sữa sau một thời gian đóng băng vì dịch COVID-19. Tháng 6, sữa được giá bởi vì nhu cầu đang phục hồi và phục hồi khá nhanh. Các nhà hàng mở cửa trở lại và chương trình thực phẩm tại Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu đối với sữa. Tháng 6 là tháng tuyệt vời. Các tháng còn lại trong năm, thậm chí nông dân sẽ thấy tình hình khả quan hơn nữa. Các nhà hàng không chỉ tại bang Minnesota mà khắp các bang miền Nam của Mỹ mở cửa trở lại, nên nông dân có thể bán trực tiếp sữa. Đây cũng là yếu tố giúp hỗ trợ giá sữa tại Mỹ. Sáng ngày hôm nay ngày 17 tháng 6, Bộ Y tế ghi nhận một ca nhiễm nCoV là một thanh niên từ Kuwait về nước và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy là Việt Nam đã sang ngày thứ 62 liên tiếp không xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm COVID-19 cả nước là 335 trường hợp, trong đó có 325 người đã khỏi và được ra viện. Bệnh nhân số 335 là nam, 24 tuổi, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait. Đã 2 năm, ngày 16 tháng 6, anh này từ Kuwait quá cảnh Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với nCoV, hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước hiện có 10 bệnh nhân đang điều trị, tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định, 4 người âm tính lần 2 sẽ sớm được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 6 người dương tính. Bệnh nhân số 91 phi công người Anh, ca nặng nhất, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân này đã tự ăn uống qua miệng. Hôm qua đã trò chuyện với bác sĩ, bệnh nhân số 91 gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh trong thời gian vừa qua. Bệnh nhân 91, phi công người Anh đang có những chuyển biến thần kỳ về sức khỏe nhờ nỗ lực không mệt mỏi của cả ngành y tế Việt Nam. Chia sẻ với lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh nhân cho biết hiện đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều. Đồng thời bệnh nhân cũng đã chia sẻ một số thông tin về gia đình và nói lời cảm ơn đến các y bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh trong thời gian qua. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ông tiếp xúc với nam phi công người Anh thấy bệnh nhân đã tỉnh táo và giao tiếp tốt. Hiện sức cơ hai tay của bệnh nhân 91 gần về bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5 và đang tập cho bệnh nhân đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế. Đây là một tiến bộ mới rất đặc biệt của bệnh nhân này, bởi chỉ vài ngày trước, sức cơ chân của anh chỉ hồi phục ở mức 2/5. Bệnh viện dự đoán anh phải mất nhiều tuần mới có thể hồi phục được. Thưa quý vị, shipper giao hàng là một ngành nghề vất vả, tưởng dễ mà lại không dễ. Chưa tính đến chuyện nắng mưa, họ còn phải hứng chịu rủi ro bị khách hủy đơn đặt hàng, rồi hủy dù bản thân thì đã ứng tiền, thậm chí là bom hàng khi mà giao đến nơi.
Vâng, có thể nói rằng rủi ro này là một vấn nạn ở nhiều nơi ở trên thế giới. Và Philippines cũng vậy, khi hiện tượng shipper nhận hàng rồi bị hủy đơn không hề hiếm gặp. Tuy nhiên sắp tới đây, nạn bom hàng có thể tại Philippines có thể sẽ bị chấm dứt vĩnh viễn với dự luật sắp được ban hành. Dự luật này đánh thẳng vào những người đặt hàng nhưng sau đó hủy đơn, dù shipper đã ứng tiền và trên đường vận chuyển. Động thái này được đưa ra sau khi có rất nhiều shipper bị bom hàng trong thời điểm đại dịch, để lại gánh nặng cực lớn cho họ. Cụ thể, đại diện đảng Acobicon, Alfredo Garbin, đã trình lên dự luật số 6958 trong đạo luật về dịch vụ cung cấp và vận chuyển thực phẩm. Đạo luật này nghiêm cấm việc hủy bỏ đơn hàng sau khi tài xế đã ứng tiền và đang vận chuyển, hoặc khi hàng đã chuyển đến mà từ chối không nhận. Với điều luật này, những người vi phạm có thể bị phạt ít nhất là 6 năm tù giam, cùng một khoản tiền phạt lên tới 100.000 peso, tức là khoảng hơn 46 triệu đồng. Ngoài ra, họ cũng phải trả phí phạt gấp đôi giá trị hàng cho bên cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, Gabin cho biết, bất kỳ ai có ý sỉ nhục, xúc phạm hoặc trêu chọc shipper có thể chịu án 6 tháng tù giam.